Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh VBI Nguyễn TV. Đã rất lâu rồi ha, mình mới gặp lại cả nhà. Bởi vì xin lỗi cả nhà nha, mình có một chút chuyện gia đình riêng nên mình tạm nghỉ ngơi vài tháng. Bây giờ mình đã quay lại rồi cả nhà. Mong cả nhà hãy vào video clip của VBI Nguyễn TV để ủng hộ mình nha. Bây giờ đó là mình trước tiên là mình làm cái món xà lách gà để mình cùng share với cả nhà một cái món ăn rất là đơn giản mà bổ dưỡng rồi rất là tốt cho sức khỏe cho nha cả nhà. Bây giờ cái nguyên liệu của mình chuẩn bị thì mình có hai cái miếng ức gà nè. Cả nhà muốn ăn thịt gà nhiều thì có thể làm nhiều, nhưng mà mình thì mình thích ăn rau cải rồi nhiều đó nên mình lấy hai miếng ức gà thôi. Cái đây là cái ức chua của người ta làm nấu hộp sẵn nè. Đó, đây là ức chua nha. Rồi cái bắp cải, mình thì mình xài nửa cái bắp cải thôi chứ mình không xài một bắp cải. Còn đây là rau củ quả, rau cà rốt nè, đậu, bắp, rồi tất cả là đóng gói sẵn đông lạnh nha cả nhà. Mình lấy chuẩn bị hai cái củ hành, hai củ hành đây nè, với lại chút xíu gừng. Đây là mình đã làm sẵn rồi, mình rửa sạch sẽ rồi nha. Bây giờ trước tiên để mình sắc gừng trước. Bây giờ cái nồi nước sôi mình đã sôi rồi nha, mình chuẩn bị là nước sôi sẵn để khỏi công cả nhà chờ đợi nha. Nó sôi lắm rồi, mình bỏ vô đó, mình cho vô đây một muỗng đường nha cả nhà, và một chút xíu muối. Sôi quá nè. Còn gà thì mình muốn cho nó lẹ đó cả nhà, nên mình bây giờ mình sắt nha. Tại vì mình không có cần phải ấy, mình xé rất là nhuyễn. Ba cái này thì mình bỏ ra lên đây. Cái da. Lâu lắm mà mình không có làm video, mình cũng nhớ cả nhà lắm nha. Nhưng mà tại vì mình có chút chuyện riêng, mình về nhà mình mua đi gần nhà nho em nè, mua ra riêng cả nhà, dọn dẹp nhà cửa đồ đủ thứ công chuyện hết rồi, mất đi làm nữa. Lúc này cái mùa này thì mình đi làm rất là nhiều cả nhà, nó mình làm hãng mà. Mùa đông thì làm ít ngày nên mình thường lên sóng, còn bây giờ mình làm mỗi ngày luôn đó. Rồi lớp công chuyện nhà, rồi lớp đi làm đó nên mình không có làm được video. Mong cả nhà thông cảm với thương mình nha. Bây giờ thì mình cũng trở lại nhưng mà nó hơi ít chút, nó không có đều như hồi xưa nữa. Bây giờ mình để nước sôi, mình để gà qua mình luộc nè. Cái phần mỡ với cái phần nhầy mình bỏ ra nha cả nhà. Cả nhà chờ với mình chút xíu nha. Luộc gà này rất là mau mềm nên nó mình luộc khoảng chừng 10-15 phút là nó đã chín rồi đó cả nhà. Bây giờ chờ chút xíu nha cả nhà. Nè cả nhà, nó không có cần phải đâu, tại mình nữa, mình sắc nó nhỏ nhỏ mỏng mỏng vậy nè. Bây giờ mình vớt ra nha.
gà trắng ra không? Rồi cái nước này nè cả nhà, mình đổ ba cái rau củ rồi vô ha, mình luộc sơ nó qua. Xà lách thì mình không có luộc đâu nha, xà lách thì mình để vậy chút mình xắt ra, mình cũng xắt nhuyễn một nhuyễn luôn, mình trộn chung với nó. Ok, xong. Mình xài đây nửa bịch thôi nha cả nhà. Xài nhiều. Mua cái bịch này nó lớn. Mình để lại. Mình để lại mình cũng có thể mình để trong bây giờ rồi mình ăn từ từ. Cũng được, không sao hết. Vậy xong rồi mình tắt lửa bên đây. Chứ mình không có bỏ vô cái hũ sắt này để nó rất là độc, mình để riêng ra. Mình tự làm cũng được đó nha cả nhà, nhưng mà tại vì lúc này mình bận bịu quá, mình không có thời gian đó, nên mình mua chợ cho nó lẹ. Tất cả các nguyên liệu này, bắp cải này thì mình cũng xắt thật là nhuyễn, ớt này mình cũng xắt nhỏ thật là nhỏ nha cả nhà, củ hành mình cũng xắt hột lựu loại nhỏ nha, và gà thì mình xé nhuyễn này. Đó. Bây giờ tất cả mình xé nhuyễn nha cả nhà. Đó, bây giờ rau củ là mình đã trụng sơ rồi đó cả nhà, củ hành mình cũng đã xắt rồi, rồi ớt chua mình cũng đã xắt nhuyễn rồi đó, xắt nhuyễn như thế này nè đó. Đây. Thấy chưa? Còn bắp cải thì mình cũng xắt rồi nè. Mình xắt nhuyễn vậy nè. Nhuyễn nữa cả nhà có thể dùng bằng bào để mình bào cũng được, nhưng mà mình muốn xắt vậy nè ăn đặng cho chút nó ăn nó giòn giòn. Thì mình có thể ăn nếu mà cả nhà muốn ăn cần tây á, cần mỹ á, cả nhà có thể xắt nhỏ nhuyễn mà trộn vô ăn cũng thơm lắm, nhưng mà mình thì không thích cái cần lắm nên mình không có trộn vô nha cả nhà. Bây giờ mình xé gà nó cũng đã nhuyễn rồi nè. Xé nhuyễn nữa cũng được nhưng mà đây, nó sẽ mất thời gian cho mình thôi. Rồi trong nếu mà cả nhà muốn ăn mà cái hương vị nó hơi đậm đà chút xíu hồi nãy, tại vì mình nói cái món ăn này là quốc cho nó tốt cho sức khỏe với lại ngăn ngừa bệnh rồi nha cả nhà. Đó nên mình không có nêm rồi gia vị đồ nhiều, còn cả nhà muốn ăn đậm đà chút xíu thì trong thời gian mình xé gà này nè, mình có thể cho thêm chút xíu đường, chút xíu muối nữa để cho nó hương vị nó đậm đà. Còn mình thì vậy là nó vừa ăn rồi, nó ok rồi. Mình thôi. Giờ bắt đầu mình trộn vô nha cả nhà. Đơn giản mà nhanh gọn dễ làm nữa. Cà rốt, đậu bí bo rồi đó, đậu que rồi mình có thể mình mua về rồi mình cần sắt mình trụng sơ nó cũng được. Còn mình thì mình lấy cái nào mà tiện lợi thì mình làm ha. Đó.
thì ăn kèm với lại chip nè cả nhà. Đây chút mình đưa cả nhà xem ha. Hoặc là ăn với lại cái rắc cờ cũng ngon lắm. Mình để mình ăn dặm thêm, mình em đi làm mình ăn cũng ngon đấy nha cả nhà. Mình đi làm cái đầu mình làm mỏng rồi đem ra mình ăn chút chút, nó vừa vui miệng mà nó ngon. Mình ăn mình thấy lạ miệng cũng ngon nên mình giới thiệu với cả nhà cái món lạ vậy á. Mình chia sẻ với cả nhà những cái món ăn ngon lạ, có gì mà sơ sót hay là cả nhà có những ý kiến hay có thể góp ý với mình để cho mình rút kinh nghiệm với lại mình chia sẻ với mọi người nữa nha. Thêm miếng tiêu. Thì nếu mà cả nhà muốn thơm nữa thì cho miếng dầu mè, nhưng mà tại vì cái món này thì dành cho nhiều người ăn, cái mùi dầu mè có nhiều người ta ăn cũng không được. Nên thôi đi muốn bỏ tiêu là mình thấy nó cũng đủ rồi. Nó đơn giản thì thôi không có gì. Thử cho cả nhà xem nha. Tí xíu nữa cái mình quên nè cả nhà, mình còn cái sốt mayonnaise nữa nè. Cái món sốt này nè, mình múc vài muỗng thôi, mình bỏ vô đây nha. Cả nhà muốn ngon thì nhiều chút, còn mình bỏ 3 muỗng vô, mình trộn đều nha cả nhà. Giống như mấy cái món này thì giống mình đi ăn buffet Mỹ, nó có để sẵn cái sốt đó, mình bỏ muốn bỏ sốt chua ngọt cũng được, à, bỏ sốt mayonnaise cũng được, tùy theo người, mỗi thứ người ăn một cái ý thích khác nhau, hoặc là bỏ cái ren á. Mình thì mình thích bỏ cái sốt mayonnaise đúng không? Ăn cái hương vị nó đậm đà. Chua béo béo. Đó. Đó, bây giờ là xong rồi nè cả nhà, thấy chưa? Đó. Múc ra tô nha. Trang trí nó là nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Đó, bây giờ cái món gà xà lách của mình đã hoàn thành rồi nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của VVN Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều. Thân ái và chào tạm biệt.